Rắn vua, rắn đuôi chuồn, rắn hổ mang, rắn đầu đồng là cái tên đáng sợ với bất kỳ loài động vật nào. Chúng sử dụng nọc độc cực mạnh để săn mồi và tự vệ, nhưng chúng chưa đủ để nắm giữ vị trí ngai vàng. KingSnake, rắn vua, có thể làm thịt cả 3 con trên một cách nhanh gọn. Chúng sở hữu enzyme tự nhiên có thể phân hủy tất cả nọc độc. KingSnake dài đến 1.8m, có thể ăn thịt bất kỳ loài rắn nào xuất hiện trong lãnh thổ của mình. Nói một cách khác hơn là một mình tao chấp hết, cứ cắn thoải mái.